Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 1 tháng 11 đến 19 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021, số ca mắc mới là 478 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021 lên 10.737 ca. Ghi nhận tại các địa phương đơn vị như sau. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 172 ca, trong đó có 37 trường hợp phát hiện trong cộng đồng qua thực hiện test nhanh, 76 trường hợp trong khu phong tỏa, 59 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Châu Thành ghi nhận 91 ca, trong đó 20 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh, 71 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 19 ca, trong đó có 4 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 15 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà, trong đó có 1 trường hợp nhập cảnh. Dòng Tiền ghi nhận 22 ca, trong đó có 8 trường hợp phát hiện qua cộng đồng qua test nhanh, 1 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 14 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Hòn Đất ghi nhận 50 ca, trong đó 7 trường hợp phát hiện tại các phòng khám, trạm y tế, 27 trường hợp trong khu phong tỏa, 16 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Vĩnh Thuận ghi nhận 3 ca, An Biên 5 ca, Gò Quao 22 ca là các trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Tân Hiệp ghi nhận 4 ca, trong đó có 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh, 1 trường hợp cách ly tập trung. U Minh Thượng 2 ca, trong đó 1 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 1 trường hợp cách ly tập trung. Kiên Lương ghi nhận 30 ca là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thành phố Phú Quốc ghi nhận 34 ca, trong đó có 18 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh, 16 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Trong ngày ghi nhận mắc mới từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về 24 trường hợp, nâng tổng số ca mắc lên 593 ca.